Sao hai đứa trong nhà lại không ra lấy hàng cho chị? Dạ, bọn em chỉ trêu chị một tí thôi ạ. Đúng rồi, chị đừng giận nhé. Trêu à? Em có biết trời nắng như này chị phải đợi bọn em rõ lâu không? Chị bấm chuông cửa bao nhiêu lần mà em còn không chịu ra? Dạ, tại vì trêu chị nên bọn em không ra. Đúng rồi chị. Mẹ, mẹ con mình có gọi được chưa mẹ? Để mẹ gọi bác thì xem. Bác không nghe máy à mẹ? Sao thế? Cái bận gì nhỉ? Bác nhắn tin này. Bác bảo bác ấy chuyển địa điểm rồi. Thôi chỗ này xa lắm, hai đứa đi về nhá. Về á, chán thế mẹ. Được hôm con đi chơi với mẹ mà. Đúng rồi mẹ, mà cho con đi chơi đi. Thôi. Mà toàn người lớn các con đi làm gì. Thôi để hôm khác nhá. Dạ. Thôi rồi về đi. Mẹ đưa chìa khóa này. Mà hai đứa cần mẹ đưa về không? Dạ thôi ạ, có mỗi một đoạn đường thôi mà. Bọn con tự đi bộ về cũng được mẹ ạ. À mà hai đứa về gọi ship đồ mà ăn. Vâng. Tiền mẹ để trên cái tỏ đấy. Dạ. Thế cũng được. Ừ, thế hai đứa về đi nhá. Dạ. Nhà mẹ đi đây. Giang đang bận việc bật quạt đây. Giang ở đấy quá à. Chán quá. Ngồi đấy. Đang được ngồi uống nước với mẹ một hôm thì mẹ đã chuyển ra chỗ khác, bọn mình không được đi nữa. Quá chán ơi là chán. Mà đi có một đoạn đường mà mỏi hết cả chân nhỉ. Ê, trời lại còn nắng nữa. Nắng ơi là nắng. Ai bảo chị, mẹ bảo đưa về rồi chị lại bảo không cần. Thì chị cứ nghĩ là đi có đoạn đường có mệt đâu. Ai biết được. Mẹ bảo bọn mình thích đồ ăn đến đấy. Em muốn ăn gì để chị gọi? Em nghĩ xem nào. Em muốn trà sữa. Trà sữa chân trâu đường đen. Thế chị cũng uống sữa tươi chân trâu đường đen. Nhưng mà chị sẽ uống khác vị của em. Em muốn vị gì? Em muốn vị bình thường thôi. Còn chị uống matcha. Thì chị lấy điện thoại gọi nhá. Vâng ạ. Còn đồ ăn em thích ăn gì? Ăn gì ta? Hay bọn mình gọi bánh tráng trộn nữa đi. Vâng ạ. Để chị nhắn tin nhá. Thôi thì gọi luôn đi. Nhỡ đâu lâu lâu người ta mới đọc tin nhắn thì mình lại phải chờ. Mình gọi luôn thì người ta nghe luôn. Ừ, cũng được. Alo, chị ơi chị. Chị xin cho em 3 cốc sữa tươi trân châu đường đen. Một vị là bình thường này, một vị matcha. Còn cốc thứ ba thì chị thích vị nào chị cho em cũng được. Vâng, thế cũng được ạ. Mấy là chị cho em một hộp bánh trắng trộn nữa. Vâng. Dạ vâng ạ. Chị ship cho em đến A2LK20 đường Phú Hà. Vâng. Chị cà phê. Vâng, em chào chị ạ. Chị bảo là một lúc nữa là có rồi đấy. Thế ạ? Bây giờ mình chỉ ngồi đợi thôi. Trong khi đợi thì em sẽ chơi đồ chơi một tí. Ngày nào em cũng bày một đống đồ chơi ra đấy. Tại em thích chơi. Đấy, chị bảo là ngày nào em cũng chơi mà bây giờ chị lại chơi. Đi xem thôi mà. Xem là thế nào. Búp bê này lỏng hết. Đồ chơi mẹ mới mua cho em thì phải ấy này, cho búp bê này đẹp không chị? Ủa, đẹp thế. À. Nhưng mà búp bê của em cũ hết rồi này. Em chả lau bọn nó gì cả. Mũi bẩn hết này. Hôm nào để em sẽ gội đầu luôn. Gội đầu cho búp bê luôn. Thì à, không biết em có làm được không ấy. Em chỉ cần xem hướng dẫn trên YouTube là em làm được. Mà chị ơi, chị hứa là chị mua cho em búp bê mới mà. Sao chị chưa mua? Nhưng mà chị mua cho em rồi mà. Nhưng mà búp bê của em cũ hết rồi, chị mua cho em đi. Đấy khi nào chị tiết kiệm tiền rồi chị mua cho nhá. Vâng ạ. À, Thùy Giang ơi. Dạ. Thì ơi, chị shipper đến thì bọn mình trêu chị ý đi. Được không chị? Mà trêu kiểu gì hả chị? À, chẳng này người ta hay bom hàng ý. Hay là bọn mình lừa chị ý là bọn mình sẽ bom đi. Nhưng mà người ta mắng mình thì sao? Bọn mình là khách hàng là thượng đế mà. Người ta làm gì dám mắng mình đâu. Mẹ bọn mình là trẻ con còn gì. Thế em nghe theo lời chị đấy. Chờ một tí thôi mà. Thì nữa chị đến thì bọn mình tắt hết điện đi. Rồi đóng cửa vào. Cho chị tưởng là chị bị bom. Ủa, chắc
giờ này chị sắp đến rồi chị ra. Vâng. Để em dọn đồ chơi. Dọn em đi phòng này. Lấy tiền ở cái giỏ mẹ hay để đi. Vâng ạ. Chị đóng cửa. Sao vừa gọi ship hàng mà lại không thấy ai nhở? Chị đang đứng trước cửa kìa. Ui, chị đang chuẩn bị bấm chuông kìa. Nó nhỏ quá, chị nghe thấy bây giờ. Ôi, chị đấy kìa. Trời ơi. Hơi sợ mà vui nhỉ. Không thấy ai nhở? Mày thế này. Kiểu này lại bom hàng của mình rồi. Làm nào bây giờ? Thôi mình cho xe lui vào đây để chờ. Để mình gọi điện lại xem. Chị ơi, anh ơi, chị lấy ra xe rồi. Ủa, chị gọi này. Alo, chị gọi nha. Alo, chị đến rồi à? Alo, em ơi, chị mang trà sữa về bánh tráng đến cho em này. Dạ, chị chờ em thêm 5 phút nữa ạ. Em đang đi có việc ạ. Chờ thêm 5 phút nữa hả? Vâng, chị đợi một tí đi ạ. Ừ. Em ra nhanh lấy hàng hộ chị nhá. Vâng ạ, em chào chị. Ôi, mà chị tin đấy. Đúng rồi, chị này, chị này phải tin chứ. May quá. Nhưng mà em sợ lắm. Mình làm như thế này xấu. Thì lỡ chị trách mình thì sao? Bọn mình chỉ đùa một tí thôi mà. Thôi, mình mở cửa đi. Thôi, tí nữa bọn mình xin lỗi chị ấy là được. Chị không trách đâu. Đợi bọn em rõ lâu không? Chị bấm chuông cửa bao nhiêu lần mà em còn không chịu ra? Dạ, tại vì trêu chị nên bọn em không ra. Đúng rồi chị. Em có biết là cửa hàng của chị rất nhiều việc không? Em gọi có 3 cốc trà sữa với cả một suất bánh tráng trộn. Chị phải ship đến tận đây cho em, còn phải free ship nữa. Trời thì nắng nóng như thế này, chị phải đợi các em rõ lâu. Vâng, bọn em xin lỗi chị ạ. À. Thế của em hết bao nhiêu tiền ạ? À? Thôi được rồi, đồ của em đây. Em hết 80.000. Vâng ạ. Đây ạ. Rồi, lần sau các em không được trêu như thế nữa đâu nhá. Vâng ạ. À chị ơi, bọn em cố tình trêu chị nên bọn em đã gọi dư ra một cốc trà sữa để đền bù cho chị rồi đấy ạ. Em vừa bảo đền bù gì cơ? Cốc này chắc là cốc thêm này. Dạ, tại bọn em trêu chị ấy à, nên bọn em sẽ mời chị cốc trà sữa này ạ. Mời chị. Không, chị không lấy đâu. Chị đi ship hàng cái cửa hàng thì lấy của các em làm gì? Thôi chị không uống đâu, các em cắt chị vào uống. Thì thôi chị đi về đây, chị không muốn ship hàng cho chị khác nữa. Vâng ạ. Chào chị. Chào chị ạ. Lần sau các em mà cần đồ ăn đồ uống gì thì cứ gọi chị ship cho nhá. Dạ vâng ạ, thì chị đi cẩn thận ạ. Chào chị. Chào chị ạ. Thế không có
một cốc này chị để vào tủ lạnh nhá. Khi nào mẹ về thì chị sẽ đưa cho mẹ uống. Cũng bé mà em đều nhiều, nhiều thứ thế. Đấy là đồ búp bê của em mà không để đấy, không để đâu. Lần sau chị mua cho em cái hùng mới em để. Không để này thì nói hỏng mất hết. Để chị. Này cái này của em này. Còn có cái của chị. Đúng rồi. Cái tráng trộn này. Hàng nó mọi người thích nhất luôn. Của chị này. Thôi để em đi lại thêm bữa. Chị ăn một quả, em ăn một quả nhé. Ừ, tất nhiên rồi. Giờ nó dính vào bánh quá. Em gắp được không đây? Thúy Lan ơi, dạ. Chị người ảnh này với chị Simple vừa nãy. Ừ, chị bắt chị chờ rõ lâu lại còn đứng ở trời nắng nữa. Vâng, em cũng thấy thế ạ. Thôi lần sau bọn mình sẽ không trêu nữa. Thì bọn mình kể cho mẹ nghe chuyện này đi. Sao mẹ thì thách mình đấy. Nhưng mà dù sao nó đỡ ai nái hơn nhỉ. Đúng rồi chị. Vâng, bye bye. Yo.